Xin chào tất cả các bạn, đây là kênh Tiếng Trung 24G và ngày hôm nay mình sẽ dạy các bạn một số cái tiếng Trung chuyên ngành xây dựng nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái viên gạch ở trong tiếng Trung người ta sẽ gọi là tròn nhá. Dây điện màu vàng này chúng ta sẽ gọi là tiên xiên. Cái ống thép mà vuông vuông này người ta sẽ gọi là phang quản. Pu siêu cang phang quản. Pu siêu cang nghĩa là cái ống inox vuông mà không bị dỉ ấy ạ. Rồi, tiếp tục chúng ta đi xem tiếp có cái gì ở đây. Cái panel này nó dùng để ốp lên cái bờ tường. Các bạn nhìn thấy nó ốp như kia kìa. Đó, nó sẽ được gọi là phân bản nhé. Đây có hai anh công nhân, anh đang hàn này. Hàn thì người ta gọi là hàn chia. Đó, cái xe nâng này, xe lên cái vị trí này mình cũng không biết là tiếng Việt tôi gọi là cái xe gì. Nhưng tiếng Trung các bạn có thể nói là tâng cao chưa? Cái xe mà để lưng cao, lưng các bạn lên cao cũng được, người ta vẫn nghe hiểu. Quạt thì người ta gọi là phân san này có nghĩa là phân san để cho đội phòng cháy chữa cháy đấy ạ. Đó, phòng cháy chữa cháy ở trong tiếng Trung họ sẽ gọi là xiao phóng nha, xiao phóng. Đây cái ống phòng cháy chữa cháy đây, suối quản, xiao phóng suối quản. Trần nhà, mái nhà người ta sẽ gọi là gì ạ? Người ta có thể gọi là phóng tỉnh. Lấu tỉnh cũng được. Cái đèn đèn tân. Rồi, các bạn đã nhìn thấy cả cái xe máy ở đây đúng không? Xe máy ở đây là mô thôi chưa? Người ta biết rồi. Thêm một số cái từ nữa mà các bạn có thể gặp ở đây. Đâu rồi? Tiếp nha. Cái ống người ta đang bọc đây. Các bạn đã nhìn cái ống người ta đang bọc đây không ạ? Mấy cái ống mà họ đang bọc này thì họ sẽ được gọi là phân quản, chi quản. Đây có nghĩa là ống khí nha, ống khí. Đây mấy cái giàn giáo này người ta sẽ gọi là sấu chảo chia, tay chân đấy, giá tay chân đấy, sấu chảo chia. Rồi, còn cái gì nữa không nhỉ? Anh thợ đang vắt hai cái khoan. Khoan trong tiếng Trung người ta sẽ gọi là tiên choan. Tiên choan nhá. Nào mà làm về khoan thì sẽ biết tiên choan. Hết chưa nhỉ? À đây rồi. Sơn. Đây. Họ đang sơn màu đỏ cho cái ống nước đây này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy sơn người ta sẽ gọi là yếu chi. Đó. Thế người ta sẽ là thú sang yếu chi, có nghĩa là quét cái sơn này lên. Được chưa? Đó. Thú chi, gọi tắt là thú chi. Quét sơn. Được chưa nhỉ? Thú chi. À, đây là cái công trường mà bên mình đang thi công. Bạn nào có bất kể thắc mắc gì mà cần hỏi mình thì mình có thể hướng dẫn các bạn nhé. Đây, xốp ạ. Xốp thì chúng ta sẽ gọi giống như là hải nén. Cái ở bên trong này cái chất liệu của nó được gọi là chất liệu chống cháy. Ở cái panel này nó sẽ gọi là phóng hỏa trái leo. Hết rồi các bạn ạ. À có cái tủ điện nữa nhỉ. Tủ điện thì họ sẽ gọi là Tiên quê nhá. Rồi mình sẽ về các cái từ này mình sẽ sắp lại một lượt cho các bạn cố gắng xem. Bạn xem xong thì nhớ là ủng hộ cho mình một like, share và subscribe nhé. Bạn nào mà muốn học thêm về những cái tiếng Trung chuyên ngành thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình hiện đang có cái khóa dạy tiếng Trung chuyên ngành dành cho tất cả các bạn muốn làm phiên dịch. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.